Anh ơi, review clip Việt Nam 2021 đi anh. Báo giá cao quá, cửa hàng khác báo giá có 60 triệu clip. Nan ý. Anh ơi, so sánh giúp em clip với Vario 2021 đi. Ok, hôm nay mình sẽ làm chủ đề clip 2021. Đón xem có gì đặc biệt nha. Hiện tại một số cửa hàng đang lừa anh em rất là nhiều chiêu trò tinh vi, đặc biệt là giữa hai dòng xe Clip và Vario. Chỉ cần thay cái dàn áo thôi là người ta nói Clip Thái và bán với giá anh em cực kỳ là mắc luôn. Thì hôm nay cái clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cách lựa chọn Clip Thái và Vario. Và một số anh em có nói mình là hiện tại Clip Thái có ra phiên bản Việt Nam, đó, Vario cũng ra phiên bản Việt Nam. Thì mình đính chính lại anh em nha, Honda chính hãng Việt Nam không có mẫu Clip và Vario, nên anh em hãy xem clip này để phân biệt được hai dòng này. Thứ nhất thì mình sẽ giới thiệu anh em về cái phiên bản Clip 2021. Đây, nó có ba màu: màu đen, màu trắng đỏ và màu xanh nữa. Còn Vario thì hiện tại là có 6 màu đặc trưng của nó nha: màu đỏ nè, màu nâu, màu đen, màu trắng đỏ, đen đỏ và còn màu bạc đó. Và bây giờ mình sẽ đi chi tiết sâu hơn để xem nó có gì khác với Vario nha. Nhìn vào cái phần mà nổi trội nhất là cái phần yên. Đầu tiên thì lớp da nè, clip rất là mềm mại nha, láng bóng nha, da rất là láng. Còn cái thứ hai là da của Vario á thì nó sẽ có những chấm nhỏ 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 ở trên yên. Và phần yên của Vario á thì nó cứng hơn cái phần yên clip nhiều. Anh em á nào mà ra cửa hàng thử đi, anh em không tin ra cửa hàng thử ngồi lên chiếc clip và ngồi lên chiếc Vario, anh em sẽ thấy chất lượng của hai con khác nhau như thế nào. Cái thứ hai là về dàn áo. Thì anh em có nhiều á, ở phiên bản 2020 á, có nhiều anh em chúng ta thay cái dàn nhựa cam lại là qua con Vario là nó clip. Thì cái này á, anh em phải tìm hiểu sâu hơn là chúng ta sẽ coi những cái tem ở trên cái con clip có phải là hàng của Thái hay không, có phải là chữ Thái hay không. Quan sát thật kỹ cái tem ở dàn nhựa. Đây, cái tem này chữ Thái đàng hoàng nha anh em. Đó, tem chữ Thái mới đúng là clip nha. Cái tem này khó mua ở thị trường Việt Nam lắm, hầu như là không có luôn đó. Qua Vario cũng vậy, là chữ bên Indo nha, cái tem của nó bên Indo đó, tem của nó bên Indo, chữ Indo đàng hoàng đó. Anh em nào mà thấy cái tem này ở Việt Nam hoặc là cái chữ Việt Nam hoặc là cái chữ gì nào đó khác á là cái bản người ta mua ở ngoài người ta gắn vô thôi đó, chứ không phải là hàng riêng của chính hãng nha. Anh em nhìn xuống cái dàn chân nè, clip thì được trang bị một cái con heo dầu màu đỏ chính hãng Nissin đàng hoàng nha. Anh em nhìn thấy kỹ giúp mình nha, chữ Nissin đây. Còn Vario là một con heo dầu màu đen thôi, nó hiệu của nó là Tokiko đó, trước và sau luôn. Ở phía trong thì anh em có thể thấy là cái mâm của con clip Thái và cái mâm của con Vario thì giống nhau hoàn toàn, kiểu là năm cây đôi y như trang như SH. Nhưng mà ở trong á, đây nó khác biệt chỗ này đây, có một mâm á là made in Indonesia, còn một mâm á là made in Thái Lan. Anh em nhìn kỹ nha, clip Thái là made in Thái Lan đàng hoàng nha, còn Vario thì là made in Indonesia. Đây, không biết chân ngược anh em có thể nhìn rõ hay không đó. Còn nếu mà phụ tùng nó khác, ví dụ mà clip người ta nói clip á mà anh em thấy made in Indonesia hoặc là made in Việt Nam được đó, xe đó đã, mình nói thẳng là đã được xào chẻ rồi đó. Mâm trước và mâm sau đều giống nhau hết nha anh em đó. Sau khi đã tham quan đầy chiếc xe mấy bộ phận bên ngoài rồi, anh em cần quan tâm ở bên trong nữa thì anh em kêu nhân viên á, chúng ta mở cốp ra chúng ta coi ở bên trong. Đây, đó, coi tem Thái nè, tem Thái Lan nè. Ở đây chúng ta có hai cái tem Thái Lan. Và đặc biệt á là anh em coi cái dãy số khung nè. Đó, dãy số khung của nó. Anh em không cần biết cái dãy số khung này nó như thế nào, anh em chỉ quan tâm là hai cái chữ đầu thôi. Nếu cái chữ là ML là số mã của Thái Lan, chính xác con này là của gốc Thái nè. Đó, ML là của gốc Thái.
Còn chúng ta sẽ chuyển sang qua Vario. Vario thì cái trước cái tem của nó thì là cái chữ bên Indo thôi. Đó. Và cái số khung số máy của mình nói hồi nãy nè, anh em không cần quan tâm cái dãy số nó là như thế nào, chỉ cần quan tâm hai cái chữ đầu thôi, MH là Indo nha. Con này là Vario nè, đã được lên màu. Và ở đây mình sẽ khuyến mãi cho anh em một số chi tiết nhỏ nữa trên con Clip 150 khác với con Vario 150. Anh em theo mình nè, chúng ta sẽ đi về phía sau. Đây, đây cái phuộc nè, tuy là phuộc đơn giống nhau nhưng mà con này nhìn nó nhiều vòng hơn, hơn là con Vario bên kia. Và nó được sơn màu đỏ nha. Đó, anh em có thể quan sát rõ ràng luôn. Ở đây mình quay clip là chân thật luôn cho anh em luôn nha. Đó, khác nhau hoàn toàn. Cái màu gác chân cũng vậy, cái màu gác chân của một con thì nó không được cái bao cao su xin lỗi, được bao cái bọc nhựa cho anh em đó, nên cái này nếu mà anh em nào bất cẩn á, chúng ta va vô cái thấu xương luôn á. Còn ở đây cái này nó được có bao cái bọc nhựa lại thì đỡ cho anh em luôn, chúng ta gác chân cũng dễ nữa. Còn thứ hai đặc biệt chi tiết mà anh em hay phàn nàn nhất của con Vario á là cái dàn áo nó bị rung đó. Và ở đây thì anh em thấy không, chi tiết mà lắp của con dàn áo của con Clip á nó rất là khít luôn á, nó sát với nhau luôn. Đây những chi tiết của nó nè, nó sát với nhau hoàn toàn luôn, đúng là hàng Thái chứ. Còn ở đây Vario chúng ta thấy một có số nó hở nè đó, tại vì nó cái dàn với lại cái dàn áo này là dàn áo chúng ta sơn lại lắp lại nữa nên nó không được khít như là mấy cái con Clip đâu đó. Nói chung là tiền nào của đó thôi. Ở đây thì Minh Long Moto bán Clip hoàn toàn nhập từ Thái luôn. Giá của nó hiện tại là 97 triệu. Bao VAT cho anh em, giá chính xác. Đó. Còn ở thành phố thì sẽ có một số dịch vụ với lại chi phí khác nữa. Cái này thì anh em nào mà quan tâm á, chúng ta comment phía dưới để mình có thể ghép tin nhắn và trả lời anh em đầy đủ hơn. Rồi. Ở đây là một số mình chia sẻ một số kinh nghiệm để lựa xe. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Và đừng quên like và subscribe kênh Minh Long Moto để nhận thông báo về những cái clip review xe mới nhất nha. Xin chào anh em.